đúng là chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng người yêu cũ của Gamer thủ trai luôn phải nằm trong danh sách gây tức giận cùng cực. Tuy nhiên, nếu đương đầu với người cũ mà anh chàng đó tỉnh táo, có cách cư xử đúng đắn thì cô gái của anh ta sẽ chẳng bức xúc đến thế. Mới đây, một cô gái đăng tải đoạn tin nhắn với Gamer thủ trai lên mạng xã hội. Theo đó, cô nàng này vì yêu mến anh ta hết tiền nên trích gần một nửa sinh hoạt phí gửi qua, ai dè đối phương cầm tiền chuyển luôn cho Gamer thủ gái cũ. Cô gái chất vấn, mỗi tháng em chỉ có 1.203,9 triệu đồng, tiền sinh hoạt phí, thế mà anh lại lấy tiền của em đi cho Gamer thủ gái cũ mượn. Anh có biết em gì cho anh mượn tiền mà mấy ngày để bụng đói không? Em cần đến mức đó không, không cần nói quá như vậy. Lúc anh nói không còn tiền, em đã vui mắt cho anh mượn còn gì, chàng trai này bình thản. Cô gái tiếp tục, đó là do anh nói với em anh hết tiền. Em sốt ruột anh bị đói. Tại sao em tốt với anh mà anh cứ coi như đó là nghĩa vụ của em vậy? Ảnh chụp màn hình cuộc điều đình được đăng trên mạng xã hội. Thanh niên này trả lời rất tỉnh bơ, trời à, chỉ có hơn 501,6 triệu đồng, thôi mà em nói anh đến mấy ngày. Chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh chuyển lại cho em đi, em chịu đói mà cho Gamer thủ gái của anh mượn tiền. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kinh hãi khủng. Anh thà để em đói chứ không nỡ để cô ta chịu khổ đúng không, cô gái ướt ướt. Đến đây, thanh niên này đáp trả bằng ngôn từ vô nghĩa vụ đến cùng cực. Không chỉ vậy còn không tỏ ra sốt ruột chút nào cho Gamer thủ gái, anh chuyển tiền cho cô ấy rồi làm sao mà đòi được. Muốn em tự đi mà đòi, anh không đòi được. Anh thế hệ cho cô ấy mượn mấy ngày. Bây giờ đòi tiền thì mất hết mặt mũi. Em nghĩ sao mà nói vậy? Đọc kết thúc đoạn tin nhắn, ai cũng thấy điên tiết thay cô Gamer thủ gái xui xẻo. Chỉ qua câu chuyện này thôi đã đủ thấy người đàn ông cô trao gửi tình yêu không vững rồi. Đáng lẽ, anh ta phải hiểu rằng Gamer thủ gái hiện tại luôn không ưa Gamer thủ gái cũ của mình. Tuy nhiên, thanh niên ấy chẳng thèm niềm nở đến cảm nhận của cô ấy, ngang nhiên dây tiền để chuyển qua cho người yêu cũ. Cô gái này cũng chỉ vì quá yêu, sốt ruột cho Gamer thủ trai mà bóp mồm bóp miệng trích hẳn gần một nửa tiền sinh hoạt để gửi qua. Nhưng cuối cùng, cô phát hiện sự thật cay đắng rằng hắn chuyển hết cho người yêu cũ vì cô nàng kia hết tiền ăn rồi. Ảnh minh họa. Bây giờ Gamer thủ gái đang uất ức, bức xúc nhưng thái độ giải quyết của anh ta thật dửng dưng làm sao. Đọc tin nhắn, nhiều người thậm chí còn cho rằng có khi thanh niên này chẳng đối xử thật lòng với cô gái đâu. Chưa kể chuyện không tôn trọng, nghĩ cho cảm xúc của cô ta thì việc sau khi gây ra mọi thứ mà chẳng thèm xin lỗi lấy một câu cũng quá là vô tâm rồi. Dân mạng đã đưa ra hàng loạt chế độ giải quyết hộ cô gái trẻ tuổi. Nhiều người cho rằng, với hành vi thế này thì nam thanh niên chẳng xứng đáng để được yêu nữa. Cô gái nên mau chóng đòi anh ta trả lại tiền rồi chia tay đi thôi. Yêu một người không biết nghĩ đến cảm nhận, chẳng thèm lo toan cho mình thì chỉ có thiệt thân, ôm lấy cục tức. Một dân mạng bức xúc, bây giờ em phải đòi lại tiền rồi chia tay. Cuộc đời chẳng phải lúc nào yêu mến cũng thuận buồm xuôi gió, gặp gỡ được người xứng đáng đâu. Đôi khi chẳng may dế lấy thanh niên xấu tính cũng là cách để mình rút ra được kinh hải nghiệm. Anh chàng này dây tiền Gamer thủ gái đi cho người yêu cũ dây, đến khi đòi thì chỉ vì sĩ diện hảo mà to tiếng, bảo Gamer thủ gái tự đi đòi đi. Nghĩ thôi đã bực mình. Nhanh chóng đòi tiền rồi chia tay đi cô gái A. Đúng là cuộc sống chẳng phải đàn ông nào cũng thực hiện đúng với cái sự đàn ông đáng lẽ họ phải có. Cái chính là chúng ta nên tỉnh táo nhận biết rồi tránh thật xa trước kia nỗi đau hắn gây ra quá lớn.